Hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp một huyệt nữa, đó là huyệt Đại Lăng, là huyệt nguyên của kinh Tâm Bào. Thì vị trí cách xác định của huyệt Đại Lăng là chúng ta, nó chính là ở điểm giữa của lớp lằn cổ tay. Đây các bạn chú ý đây, điểm giữa lêu giáp danh giữa da gan bàn tay và da cẳng tay. Thường chỗ này là đối với mọi người là một cái huyệt rất là khó châm. Nhưng mọi người chú ý là chúng ta xác định đúng điểm nọ chúng ta châm vào. Nhớ là cứ điểm lõm sẽ là huyệt. Thay để cái gối như thế này thì nó sẽ dễ châm hơn. Các bạn chú ý. Vì cái huyệt Đại Lăng này nó mình sẽ châm vào, bản chất nó là cái, nếu mà theo Tây y thì nhánh của dây thần kinh giữa đi qua đây và nó gân hãm. Chúng ta áp dụng trong các cái trường hợp ví dụ như đường hầm cổ tay tương đối là tốt, hoặc là các cái bệnh lý mà nó liên quan đến ví dụ như là theo luật toàn thức chữa về đau gót chân, chúng ta châm về Đại Lăng này khá là hay.